Đây là gian hàng trò chơi mang tên Trí Ẩn, dành cho mọi người trải nghiệm nằm trong không gian văn hóa Tết Trung Thu truyền thống năm 2022 tại phố Bích Họa Phùng Hưng, Hà Nội. Bộ trò chơi truyền thống này do cụ Nguyễn Trí Ẩn, phường Hàng Bông, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội sáng chế, và những người chơi khác có thể ghép hơn 1.000 hình khác nhau, từ con người, động vật, bảng chữ cái đến nhà cửa, xe hơi và cả thơ ca. Người ta nói đến Trí Ẩn là nghĩa là xuất hình, chứ không phải Trí Ẩn là ông Nguyễn Trí Ẩn là bố tôi. Cái trò chơi Trí Ẩn này biết rằng là nó đã tồn tại trên thị trường Việt Nam là từ năm 1940. Nay như vậy là hơn 80 năm. Nó có nhiều cái về giỏi về hình học, giỏi về đại số, giỏi về mỹ thuật và giỏi cả về tư duy. Và nó luôn luôn cho người ta phải khám phá. Ngay bản thân tôi cũng vẫn phải khám phá rất nhiều chủ đề, có chủ đề về hòa bình, chủ đề về du lịch, chủ đề về chiến tranh. Như hình trái tim là 28 cách chấp khác nhau, một hình giải bằng 28 lời giải. Còn có những hình cao nhất là một hình 88 lời giải, như hình quả tạ. Ngoài ra, tại không gian Bích Họa phố Phùng Hưng, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, các nghệ nhân, thợ thủ công từ các làng nghề lân cận Hà Nội sẽ trưng bày, trình diễn, giới thiệu các sản phẩm đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung Thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy, tò he, phỏng đất, chuồng chuồng tre. Và năm nay chúng tôi lựa chọn cái điểm không gian tại phố tranh Bích Họa Phùng Hưng để tuyên truyền và quảng bá, giới thiệu về một cái hoạt động Trung Thu truyền thống tại đây, với mong muốn là giới thiệu được nhiều hơn, tiếp cận được nhiều hơn đến với cả công chúng, với cả các em thiếu nhi, để có một cái ý nghĩa mà mong muốn để làm sao để các em sẽ có cái ý thức để bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là những cái sản phẩm đồ chơi truyền thống mà của cha ông ta để lại. Tết Trung Thu truyền thống năm 2022 nhằm tôn vinh các nghệ nhân, các thợ thủ công, những người đã hết lòng với nghề truyền thống của gia đình, của làng nghề. Bên cạnh đó, đây là một sân chơi ý nghĩa, bổ ích, thú vị, giúp các em thiếu nhi tìm hiểu về các đồ chơi truyền thống, tham gia vào các trò chơi dân gian, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa cổ truyền của cha ông, cũng như được sống trong không khí của Tết Trung Thu truyền thống.